Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Vâng, chị Ngọc Vân ạ. Sáng nay thì Hà Nội có mây rồi nhưng mà vẫn chưa mát hẳn. Đến khi nào thì nhiệt độ sẽ hạ xuống ạ? Vâng, Sơn Lâm, đúng là vào sáng nay thủ đô Hà Nội trời nhiều mây nhưng nhiệt độ lúc 11 giờ vẫn trên 30 độ nên chưa thể mát ngay được. Dự báo nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay sẽ giảm khoảng 4 độ so với hôm qua, ở mức là 34 độ, trời chỉ bớt nóng. Phải đến đêm xác suất có mưa cao là 70%, nhiệt độ giảm xuống còn 27 độ, cảm giác mới dịu mát hơn. Không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà nhiều nơi của Bắc Bộ cũng có mưa rông, những nơi có màu xanh đậm như là Ninh Bình hay là Tuyên Quang, lượng mưa phổ biến từ 20 cho tới 40mm. Trong mưa rông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khi thấy cơn dông đang kéo tới, cách tốt nhất để phòng tránh sét là quý vị tìm nhà kiên cố để tránh trú. Trường hợp không kịp về nơi trú ẩn, quý vị hãy ghi nhớ các nguyên tắc sau. Không trú mưa dưới gốc cây cao và tránh xa các vật dụng bằng kim loại. Ở thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời nắng mạnh, nhiệt độ cao là 35 độ. Về chiều tối sẽ có mưa dông. Mưa sau một ngày nắng mạnh cần đề phòng gió giật, cục bộ mưa to có thể gây ra ngập những tuyến đường trũng thấp. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.